cận cảnh Honda Dream 2025 hơn 100 triệu đồng tại Việt Nam. Honda Dream tại Việt Nam đã ngừng sản xuất và bán ra từ lâu, nhưng dòng xe máy số huyền thoại này vẫn giữ được sức hút trong lòng người yêu xe. Hiện nay, tại thị trường nước láng giềng Campuchia, Honda Dream vẫn được cập nhật với tên gọi là Honda Dream NCX125cc. Honda Dream 125NCX 2025 mới bản màu trắng không chỉ là sản phẩm hiếm có, mà còn được NCX tại Campuchia độc quyền nhập khẩu từ Thái Lan, mang đến một sự độc đáo và đẳng cấp. Tại Việt Nam, dù mới xuất hiện, nhưng Dream 125NCX được nhiều đại lý tư nhân nhập khẩu về bán cho các khách hàng. Về ngoại hình, Honda Dream 125NCX tại Việt Nam nổi bật với thiết kế đầu xe vuông vắn, mang đậm phong cách cổ điển, cùng huy hiệu màu vàng nổi bật đặt ở mặt nạ trước. Đèn pha xe Dream mới giờ đây không còn là loại analog nữa, mà đã được nâng lên loại đèn LED, mang lại vẻ ngoài hiện đại hơn. Tuy nhiên cụm đồng hồ xe được thiết kế không có nhiều tahi đổi, vẫn là dạng cơ và đen báo số. Trên thân xe có các đồ họa mới, tem mới thiết kế độc đáo, tạo cảm giác sang trọng hơn. Các sọc vàng chạy dài, thêm các đồ họa chữ màu vàng cùng các nền chìm kiểu hình viên kim cương, càng tăng thêm sự sang chảnh cho huyền thoại Dream. Phần đuôi xe tiếp tục gây thương nhớ với nét thiết kế vuông thành sắc cạnh. Xe vẫn sở hữu tay xách bằng kim loại sáng bóng kèm đệm cao su, như những xe đời trước, yên xe liền lạc khá dày dặn và êm ái. Những chiếc xe máy số Honda Dream 125 2025 nhập khẩu từ Campuchia về Việt Nam vẫn được trang bị bộ mâm nan hoa kích thước 17 inch với lốp trước 60-100:17 và lốp sau 70-100:17. Honda Dream 125 2025 dùng phanh tăng trống, phần ống xả có thêm ốp bảo vệ mạ chrome. Bên dưới yên xe có hộp chứa đồ, mở bằng chìa khóa cơ. Hệ thống treo két đem lại hành trình thoải mái hơn. Điểm đáng chú ý nhất của Honda Dream 125NCX mới hiện nay chính là sự cải tiến về động cơ. Xe đã được trang bị động cơ loại phun xăng điện tử PGM Phi 125cc mới. Khối động cơ này cho phép Dream có công suất đầu ra mạnh mẽ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng. Đi kèm với đó là công nghệ khởi động từ trực tiếp giúp bấm nút và mang lại khả năng chạy êm ái. Mức giá xe Honda Dream 125NCX 2025 phiên bản màu trắng mới nhập về hiện đang được một số đại lý tư nhân tại Việt Nam chào bán trên 100 triệu đồng. Tại thị trường Campuchia, mức Honda Dream 2025 với 3 màu sắc gồm xanh, đỏ và đen cùng mức niêm yết tương đương $2,500, khoảng 58 triệu đồng.